đang ở không gian của chợ cuối tuần ở Eco Park, và bây giờ là vào buổi tối, chợ thì sẽ là từ sáng đến tối, nhưng mà bây giờ em mới được trải nghiệm thì em thấy là đây là lần đầu tiên mà em được trải nghiệm cái chợ cuối tuần về đêm của Eco Park như này, và em thấy rất là đông mọi người luôn. Cái đầu sẽ là toàn bộ chợ thì sẽ chia ra, thì phía đầu em đi qua là những cái khu lưu niệm, còn đây là sẽ những khu ăn uống này, rất là đông vui. Thì em thấy cái chợ này thú vị lắm. Nó một phần là để phục vụ cho cư dân có những cái trải nghiệm cuối tuần mới mẻ hơn, và cái thứ hai là để cho khách du lịch. Khách du lịch khi mà đến với Eco Park cuối tuần thì họ thêm có những cái không gian trải nghiệm mới mẻ. Bởi vì là như chợ đêm thì vẫn là một cái thông thường thì sẽ là những cái nơi trung tâm nhất của một cái thành phố du lịch. Như là những chợ đêm Hà Nội, chợ đêm Cần Thơ, hay là ở thành phố Vinh thì có một cái chợ đêm mà có cái phong cách ăn uống và đồ như này thì là ở chợ Vinh mình. Đây, mọi người nhìn này. Không biết là sau này ở Eco Park Vinh thì có cái phong cách những cái chợ đêm như vậy không? Nếu mà có thì em nghĩ là nó sẽ rất là tuyệt vời. Lúc nãy em vừa ăn một bát bún cá ở đây cũng rất là ngon, 40.000 một bát. Thịt xiên thì là 15.000 và trà chanh thì là 15.000. Đấy, em thấy là cái mức giá cũng rất là vừa phải, rất là hợp lý cho mọi người được trải nghiệm những cái món ăn cho cả trẻ em yêu thích. Đấy, các em bé thì sẽ thường là sẽ xếp hàng ở cái hàng thịt xiên. Rất là thú vị luôn. Bà chuyển chưa? Bà tắt camera từ đâu? Em sẽ đi thêm về cái phía đầu này để mọi người ngắm nhìn thêm những cái không khí. Phía đầu này thì sẽ là những cái hàng quả này, bưởi này, hoa này, cảm nhận một phần nào đấy cái không khí của như thế là chợ Tết. Chợ Tết thì mọi người sẽ thường bán hàng rất là khuya và soạn hàng rất là sớm. Trong cái không khí như này mình cảm giác như là một cái khi sáng mai 3-4 giờ sáng, hoặc cũng có khi là đêm 9-10 giờ. Trong một cái không gian như này mình giống như quên luôn thời gian, nó rất là yêu thích. Đây. Đây là cái không khí này mọi người nhìn thấy chứ, rất là đông. Và nổi bật của cái con đường tuyến phố trúc này có một cái nhà hàng mà từ xa, từ cầu Bông Lau mọi người đã thấy rất là rực rỡ, là nhà hàng Charming Hà Nội, rất là đẹp và thú vị. Cho mọi người một lần nữa nhìn lại cái không khí của chợ cuối tuần, và cũng là lần đầu tiên mà em được tham gia. Đây ạ. Anh cảm ơn mọi người đã xem video. Ngập ngừng nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành, còn gì bằng sánh bước bên nhau cùng ngắm ánh trăng vàng hẳn xa. Điều xinh ngọt ngào anh đã trao em, làm trái tim em đổi thay, niềm hạnh phúc em đã có anh khiến em ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đầy tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say, cành hồng trao tay đến tay rộn ràng nghe tiếng ngất ngây, tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh, thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình anh. Còn